Xin chào anh em nhá. Đây là những cái đơn em đang đóng đi hàng ngày đây. Đấy. Anh em cũng thấy đấy, số lượng đơn hàng của em rất là lớn, rất là nhiều. Đi rất là nhiều cho nên là những cái hàng đã qua sử dụng lâu năm thì kiểu gì nó cũng sẽ có vấn đề về về những cái trục trặc về kỹ thuật ở những cái hộp điều khiển này. Một là anh em để nước vào hoặc là có một vấn đề gì xảy ra nữa, sau đó là anh em gửi về đây để em sửa. Trong quá trình em sửa ấy, thì là sau gửi là quay lại cho anh em thì anh em thì lại cứ cắt dây xoẹt phát như này, cắt đứt hết ra, sau đó là gửi về cho em. Tất nhiên là phải cắt như này thì gửi về cho em thì là đúng rồi. Thế nhưng mà khi anh em cắt thì anh em lại không có chụp lại cắt mình cắt như thế nào, cắt dây nào và dây nào. Hoặc là nếu có những cái anh em thì thường thường anh em cắt lại để lại một đoạn màu thì về anh em đấu luôn vào nhau được. Thế nhưng có những anh em thì cắt rất là ngắn luôn, cắt cụt luôn hẳn luôn như thế này. Nó nhiều cái anh em nó cắt nhìn chán lắm. Sau đó là về khi anh em không đấu được, đấu nó không chạy được, anh em lại gọi lại hướng dẫn. Trong khi đó là em phải hướng dẫn cho một người nào đấy, có thể là 1 giờ đến 2 giờ 30 phút đấy, nó rất là mất thời gian ở bên em. Tất nhiên là cái nghề bán hàng như em thì cần phải phục vụ cho anh em, nhưng đôi khi là có 2, 3, 4 người cùng một lúc gọi để hướng dẫn, để chỉ nọ chỉ kia thì thật sự nó cứ rối ren lên. Công việc nhà em thì nó nhiều. Đây cũng có người, cũng có thợ nhà em thì là đang ngồi đấu nối đây và hướng dẫn anh em đây. Thợ kỹ thuật cũng có, tất cả các cái khâu bên em đều là có người trực. Thế nhưng mà nhiều khi nó cũng quá tải với công việc do hướng dẫn của anh em. Vì vậy hôm nay em sẽ làm một cái video để thông báo cho anh em là em sẽ làm một cái sơ đồ, chẳng hạn như để là em sẽ vạch ra từng bộ phận, từng chi tiết như thế này. Ví dụ như đây 2 dây vào bình thì em sẽ đánh vào dây vào bình, và 3 dây này vào motor, 3 dây này thì vào tay ga, 2 dây này thì vào tiến lùi. Đấy, ví dụ như vậy để cho anh em dễ hình dung. Nhiều khi là em cứ nghĩ là chỉ có bao nhiêu dây thôi, đúng không ạ? Thì chắc chắn là có 5 dây này thì 3 dây vào tay ga, 2 dây vào tiến lùi, và 3 dây này thì vào motor chắc chắn rồi, 2 dây này vào bình. Có vậy thôi mà nhiều khi có bác em hướng dẫn hàng 2 tiếng đồng hồ không đấu xong được. Nhiều khi cũng phải phát nó nổi nóng lên đấy, chứ không phải đùa đâu. Thế nên là anh em lần sau mà có cần đấu nối như thế nào thì mình cứ gửi, em cứ gửi hình ảnh cho anh em nhé. Cứ gửi hình ảnh cho anh em thì anh em cứ nhìn theo đấy là đấu thôi. Em sẽ có sơ đồ và em sẽ là có ghi chép như vậy. Anh em cứ chiếu theo cái sơ đồ đấy là đấu nối và sử dụng thôi. Cảm ơn anh em đã xem video nhá. Xin chào mọi người anh em.